Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 2023 và mình có tất cả là 6 phôi mai khác bình thuận cho cái video này các bạn. Đầu tiên là một cái phôi tráng bay, một cốt khai thân, hoành cổ đế là 54, cây gân guốc các bạn, gân guốc. Và chiều cao từ cổ đế lên của phôi này là nó 45. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 1 triệu bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Cây này khá đẹp ha. Anh em mình trồng bài xuống thì nhìn cái củ nó sẽ khá là to đó. Hoành cổ đế là 54, chiều cao là 45 và phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 1 triệu ha. Mai khác Bình Thuận nha các bạn. Đo ăn vàng thì dữ lắm, nó to luôn các bạn, nó phải tầm 65. Đo ăn vàng nha, đo mà nó cộm lên nè, nó dữ lắm luôn. Tiếp theo là mình đến với mã số 2, một phôi một cốt hai thân. Cây này anh em thích chơi một cái dạng bình, có bình ở trên nên là anh em mình cắt cái dạng rễ trên mình bỏ luôn. Đấy thì mình sẽ có được một cái bình bự với bên trên ha. Ở nổi búa cục bự, mỗi cái cục bờ cái bình ở trên đây các bạn. Một cốt hai thân ha. Coi này thì giao lưu anh em mình với giá là 700 ngàn bao gồm phí vận chuyển ha. Cây này anh em về nên cắt ra thì nó rất là đẹp luôn á, nhưng mà anh em đừng có cắt sát nha, cắt vừa vừa thôi, rồi từ từ cây nó khỏe mạnh thì mình hạ cắt sát thì nó sẽ hợp lý ha. Hoành 49 gần 50 các bạn, chiều cao từ cổ đế lên là nó 35, phôi 700 ngàn. Tiếp theo là mã số 3, B9.3, phôi có hoành là 45, chiều cao là nó từ cổ đế lên là nó 30, tổng chiều cao của cái phôi này thì nó tầm 60 phân. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 550 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn, mai các Bình Thuận ha. Hàng mới về nông nổi các bạn. Mai các Bình Thuận nha anh em ha. Hoành 45, chiều cao là 30, chiều cao từ cổ đế là 30 và phôi này thì ngày hôm nay giao lưu anh em mình với giá là 550 nghìn ha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển là 550 nghìn. Anh em nào yêu thì điện thoại ha. Tiếp theo thì mình đến với mã số 4, B9.4 ha, một cái phôi khá là to, hoành cổ đế của nó là 58, chiều cao từ cổ đế lên là nó 50 và phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Hoành 58, chiều cao 50, 900 nghìn ha. Anh em là yêu thì liên hệ nha các bạn, số điện thoại liên hệ quen thuộc vẫn là 0867 098 446 ha. Sắc Vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu cây phôi gần xa. Anh chị em mình có nhu cầu về cây phôi loại gì đó thì anh em mình cứ hú ha, là em sẽ cố gắng để phục vụ cho anh em mình. Tiếp theo thì mình đến với một cây phôi một cốt hai thân ha, áp chót các bạn, phôi khá là đẹp nè. Một phôi có hoành cổ đế là 54, chiều cao của nó là 50, hoành 54, chiều cao 50. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 1 triệu 100 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào yêu thì liên hệ giá bạn, mai khác Bình Thuận, hàng mới về Đồng Hội, mới về Đồng Hội nha các bạn. B9.5, anh em có yêu thì liên hệ nha. Hoành 54, chiều cao từ cổ đế lên là 50. Phôi này ngày hôm nay giao lưu anh em mình bây giờ là 1 triệu 100 nghìn. Tiếp theo cuối cùng là một cái phôi đại tướng lưu gù. Đại tướng lưu gù ha. Phôi này có hoành là 60,
chiều cao từ khổ đế lên là 40. Tổng chiều cao của cái phôi này nó tầm khoảng là 75-80 mà. Tổng chiều cao của nó là khoảng 75-80 phân. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 1 triệu bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Mai Cát Bình Thuận nha. Hàng đồng hồ mới về. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chào các bạn.